này thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thọ? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết chân như của thọ không sanh, không diệt, không đến, không đi, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm. Tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thọ. Này thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của tường? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về tường hoàn toàn như là bóng nắng dưới nước, không thật có do nhân duyên khác ái vọng tưởng này nói lời giả dối